Kính thưa quý vị các bạn thân mến, sau đây mình xin trình bày tiếp theo nội dung Thiên Chúa đang được động viên trong cuộc thánh chiến tại Trung Đông. Về phương diện địa lý, Trung Đông còn được gọi là Cận Đông, bao gồm một dải đất chạy dài từ phần Á Châu của Thổ Nhĩ Kỳ đến các nước Bắc Phi và Ai Cập. Về chủng tộc, Trung Đông gồm có những giống dân Da Thái, Ả Rập, Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ, Kurd, ở Medina và Berber. Về tôn giáo, Hồi giáo chiếm 90% dân số Trung Đông, tức khoảng 300 triệu tín đồ hoặc 1/4 tổng số tín đồ trên toàn thế giới. Số còn lại là tín đồ Do Thái giáo và Kitô giáo. Từ đầu thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, nhiều nước Trung Đông bị Anh và Pháp cai trị bóc lột. Hoa Kỳ không có một thuộc địa nào tại Trung Đông, nhưng đã có mặt tại Saudi Arabia từ đầu thế kỷ 20 để khai thác dầu lửa. Tuy nhiên, đã đem đến cho Saudi Arabia một món quà tặng khổng lồ, đó là trữ lượng dầu mỏ lớn bằng 1/4 trữ lượng dầu trên toàn thế giới. Sự có mặt của Hoa Kỳ tại Saudi Arabia không phải là quân đội mà là các công ty khoan dầu, trên căn bản hợp tác hai bên cùng có lợi. Tuy nhiên, người Hồi giáo Ả Rập đã nhìn người Mỹ qua lăng kính khắt khe của Hồi giáo. Lối sống tự do phóng túng của người Mỹ đã làm cho những người Hồi giáo bảo thủ khó chịu, vì nó được đi ngược lại với lối sống khép kín của xã hội đạo Hồi. Không cần phải làm điều gì xâm phạm đến xã hội Hồi giáo, chỉ riêng sự có mặt của những tư nhân Mỹ tại Saudi Arabia cũng đủ là sự gieo rắc chất độc văn hóa Tây phương, có tác dụng phá hoại nền tảng luân lý xã hội và gia đình Hồi giáo. Xét về phương diện địa thế, Trung Đông được chia ra làm ba khu vực rõ rệt. Một, khu vực Bắc Phi, các nước ở Bắc Phi của châu Phi da đen, gồm có Maroc, Tunisia, Algeria, Libya và Ai Cập. Đại đa số dân tộc sống ở vùng này là những người da trắng gốc Địa Trung Hải. Hai, khu vực cao nguyên, các nước ở vùng này được gọi chung là các nước ở vùng cao, gồm có Syria, Palestine, Israel, Jordan và Iraq. Ba, các nước vùng vịnh là các nước ở sát vịnh Ba Tư, gồm có Ba Tư, Iran, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Yemen, Oman, United Arab Emirates và Bahrain. Về phương diện văn minh và văn hóa, toàn vùng Trung Đông đã đạt tới đỉnh cao của sự phát triển từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 13. Lịch sử thế giới đã gọi những thế kỷ này là thời đại hoàng kim của những người Hồi giáo Trung Đông. Vào thời đó, những người Ả Rập rất ham chuộng nền văn hóa Hy Lạp và chú trọng đến việc nghiên cứu toán học, thiên văn và khoa học thực nghiệm. Họ đã thực hành lời dạy của Muhammad trong kinh Koran: ai bỏ nhà đi tìm sự hiểu biết là đi đúng con đường của Chúa. Lạy Chúa, xin Ngài hãy ban thêm sự hiểu biết cho con. Đầu thế kỷ thứ 8, Baghdad, thủ đô Iraq, xây dựng trường đại học đầu tiên trên thế giới, họ gọi là căn nhà của sự khôn ngoan. Baghdad trở thành một trung tâm văn hóa lớn nhất thế giới. Năm 800, các tác phẩm của Aristotle và Plato được dịch sang tiếng Arabic và được phổ biến trong toàn vùng Trung Đông. Đến giữa thế kỷ thứ 9, các sách y khoa của Hy Lạp được dịch sang tiếng Arabic. Cuối thế kỷ thứ 9, rất nhiều sách dịch về khoa học, thiên văn và địa lý được phổ biến tại Trung Đông. Do các kiến thức học hỏi được từ Hy Lạp, người Ả Rập Hồi giáo đã phát minh ra máy astronaut là bồ, dùng để đo độ cao của các thiên thể. Họ biến chế máy astrolabe thành một thứ địa bàn
để các tín đồ Hồi giáo dù ở bất cứ một nơi nào trên thế giới cũng tìm được hướng Mecca để quay về. Là thánh địa khi cầu nguyện. Tại thánh địa Mecca có đền thờ Kaaba, tiếng Ả Rập có nghĩa là nhà của Chúa. Người Ả Rập tin rằng ngôi nhà của Chúa đã được xây dựng lần đầu tiên bởi tổ phụ Abraham. Năm 1166, nhà địa di học Ả Rập Al-Arisi là người đầu tiên trên thế giới vẽ bản đồ trái đất hình cầu rất chính xác. Cũng trong khoảng thời gian này, người Ai Cập chế ra đồng hồ quả lắc để coi giờ. Trường đại học lâu đời nhất và hoạt động liên tục trên 10 thế kỷ là Đại học Al-Azhar ở thủ đô Cairo của Ai Cập, thành lập năm 1970. Một ngôi sao sáng ngời trong thế giới toán học là nhà toán học Hồi giáo Ba Tư Muhammad Ibn Musa. Ông đã phát minh ra một môn toán học nhằm mục đích phục hồi những phần đã bị tách rời. Tiếng Ả Rập gọi là Al-Za. Danh từ này được người Hy Lạp phiên âm thành Algebra, tức là môn đại số học. Môn toán học này được Musa phát minh năm 850. Đầu thế kỷ thứ 11, một ngôi sao lớn về quan học xuất hiện tại Ai Cập, đó là nhà khoa học Hồi giáo Al-Hazen. Ông chuyên tâm nghiên cứu các sách Hy Lạp về khúc xạ và phản chiếu ánh sáng. Ông là người đầu tiên trên thế giới giải thích hiện tượng cầu vồng và quang phổ. Thế giới khoa học ngày nay tôn vinh ông là ông tổ sáng lập ngành quang học hiện đại. Nhờ có những sách y khoa dịch từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Arabic trong hai thế kỷ 8 và 9 đến thế kỷ thứ 10, người Hồi giáo Ả Rập đã phát minh và đóng góp cho nhân loại rất nhiều tiến bộ về y khoa trên nhiều lĩnh vực. 1. Sử dụng anesthesia trong giải phẫu, sát trùng vết thương. 3. Phát giác việc lây bệnh do sự tiếp cận với người có bệnh và qua đường hô hấp. 4. Tách rời dược khoa và y khoa thành hai ngành riêng. 5. Do sa mạc thường có bão cát gây đau mắt nên người Ả Rập lập ra ngành nhãn khoa riêng. 6. Năm 925, nhà khoa học Abu Razi cho in bộ sách Bách Khoa, từ điển y khoa đầu tiên trên thế giới. Mãi tới hơn 5 thế kỷ sau, tức vào 1486, bộ sách này mới được dịch sang tiếng Latin để phổ biến tại Âu Châu. Về văn chương, bộ truyện vĩ đại được in thành nhiều chục tập, nổi tiếng khắp thế giới, đã được dịch ra đủ loại thứ ngôn ngữ, đó là chuyện Ngàn Lễ Một Đêm. Đây là tổng hợp đủ các chuyện thần thoại thời Babylon cổ xưa, các chuyện dân gian Ả Rập và pha trộn với những chuyện thần tiên của Ấn Độ. Về kiến trúc, người Ả Rập Hồi giáo là những người phát minh ra sách cách xây những chiếc vòm nhọn đầu từ thế kỷ thứ 8 để kiến tạo những chiếc cầu bắc qua sông. Người Âu Châu này sau này bắt chước để lập ra lối kiến trúc Gothic. Thái độ ham chuộng học hỏi và tôn trọng khoa học của người Hồi giáo rất đáng được mọi người khâm phục. Thái độ đó hoàn toàn trái ngược lại với những tội ác tày trời của giáo hội Công giáo nhằm mục đích tiêu diệt hoàn toàn nền văn minh Hy Lạp. Công giáo La Mã do hoàng đế Constantine lập nên năm 325. Từ đó giáo hội Công giáo và đế quốc La Mã ra sức thâu góp các sách của nền văn minh Hy Lạp để thiêu hủy. Toàn bộ các sách của giáo phái Kitô lớn nhất thời đó là Gnostic bị đốt, 27.000 cuộn giấy có liên quan đến những sách phúc âm thật đều bị hủy diệt. Đến cuối thế kỷ thứ 5, hầu như tất cả các sách khoa học triết học của Hy Lạp đều không còn trên lãnh thổ của đế quốc La Mã và giáo hội Công giáo. Tội ác của các Công giáo La Mã đã làm cho nền văn minh
của nhân loại thụt lùi 15 thế kỷ. Người có công sưu tầm và duy trì những cuốn sách quý giá của nền văn minh Hy Lạp để lại lưu lại cho thế giới chúng ta ngày nay chính là ông vua Hồi giáo Ả Rập Caliph al-Ma'mun. Ông lên ngôi tại Baghdad năm 813. Việc đầu tiên là thành lập nhà của sự khôn ngoan. Ông cho người đi khắp nơi tìm kiếm các sách cổ của Hy Lạp mang về Baghdad, rồi thuê người Hy Lạp viết bằng tiếng Ả Rập dịch tất cả các sách đó. Trong suốt 20 năm cai trị, vua al-Ma'mun đã dồn hết tâm huyết vào công trình văn hóa độc đáo này. Các nhà trí thức Hồi giáo ở Trung Đông thời đó nhiệt liệt hoan nghênh sáng kiến của nhà vua, và họ đã tiếp tay để biến các thủ đô Hồi giáo thành những trung tâm văn hóa nổi tiếng như Alexandria, Ai Cập, Antioch, Edessa, Thổ Nhĩ Kỳ, Cordova, Tây Ban Nha, lúc này là thuộc địa của đế quốc Hồi giáo. Phong trào ham chuộng kiến thức khoa học của toàn vùng Trung Đông Hồi giáo kéo dài trong 5 thế kỷ. Từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ 12 đã biến vùng Trung Đông thành một khu vực văn minh nhất thế giới. Trong khi đó, do chủ trương tiêu diệt mọi nguồn văn hóa đi ngược lại giáo lý Kitô giáo, Giáo hội Công giáo La Mã đã đưa Âu Châu đi vào thời đại bóng tối. Từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 11, từ thế kỷ thứ 14 đến thế kỷ 16, giới trí thức Âu Châu bừng tỉnh và tìm cách làm sống dậy những giá trị của nền văn minh Hy Lạp trong mọi ngành khoa học, triết học, kiến trúc và nghệ thuật. Đã bị Giáo hội Công giáo tiêu diệt trước đây, người ta gọi hai đoạn này là thời phục hưng. Danh từ này bắt nguồn từ tiếng Pháp, có nghĩa là sự tái sinh của một nền văn hóa đã bị bất tử. Trong thế kỷ 15, trí thức Âu Châu mới khám phá ra là kho tàng sách quý giá của văn hóa Hy Lạp đã được tồn trữ trong các trung tâm văn hóa Hồi giáo tại Trung Đông. Đó là một mới vỡ lẽ ra rằng những người Hồi giáo Ả Rập đã làm những công việc cần thiết để phục hồi nền văn hóa Hy Lạp trước đó tới 7 thế kỷ. Nhà danh họa Raphael của Ý thuộc thế kỷ 15 đã phải thốt lên những lời biết ơn đối với các học giả Hồi giáo Ả Rập vì tiền nhân của ông là những người La Mã cuồng tín và thiển cận đã hủy diệt cả một nền văn minh cổ Hy Lạp để xây ra một tổn thất vô cùng lớn lao cho nhân loại. Nhưng may mắn thay, vẫn có nhiều tác phẩm quý giá của Hy Lạp còn sót lại được bảo tồn do công lao của các học giả Ả Rập. Ông nói, các học giả Ả Rập đã cứu những tác phẩm đó cho chúng ta. Như trên đã trình bày, Trung Đông Hồi giáo sống trong thời hoàng kim của nền văn minh. Từ cuối thế kỷ thứ 8 đến đầu thế kỷ 11, rồi từ đầu thế kỷ thứ 11 đến những đoàn thập tự quân của Công giáo La Mã tràn sang tàn phá Trung Đông với 7 cuộc thánh chiến đẫm máu khiến cho toàn vùng lâm vào tình trạng suy thoái mọi mặt. Cuộc thập tự chinh thứ nhất năm 1096 đến 1099 tiêu diệt 30.000 người Ả Rập Hồi giáo và lập nên một vương quốc rộng lớn bao gồm các nước Palestine, Liban, Syria và phía nam Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả được đặt dưới quyền cai trị của một ông vua do Vatican bổ nhiệm. Vương quốc Hồi giáo bị người Công giáo cai trị trong 88 năm. 6 cuộc thập tự chinh kế tiếp diễn ra trong gần 2 thế kỷ tàn phá hầu hết các nước Trung Đông với 3 triệu sinh mạng bị sát hại năm 1096-1291. Tiếp theo, đại họa thập tự quân là đại họa Mông Cổ từ đầu thế kỷ thứ 14. Vùng Trung Đông bị quân Mông Cổ tràn tới phá các thành phố và hủy diệt con người. Baghdad, Damascus chỉ còn lại những đống gạch vụn với những xác chết la liệt trên các nẻo đường. Cuối thế kỷ 15,
quân Mông Cổ lại tràn tới Trung Đông một lần nữa. Điều mỉa mai là các ông vua Mông Cổ là một tín đồ Hồi giáo thuộc giáo phái Sunni. Ông tới để tiêu diệt những người thuộc giáo phái Sect tại Iran và Iraq. Vì lòng thù hận hẹp hòi giữa các chi phái Hồi giáo với nhau, quân Mông Cổ Sunni đã giết những người Sect vô số kể. Từ năm 1467 đến năm 1520, đế quốc Hồi giáo Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ xu quân đánh phá Syria, Ai Cập, bán đảo Ả Rập và các nước Bắc Phi để mở rộng thế lực của giáo phái Sunni. Rất nhiều tín đồ Sikh bị giết. Đế quốc Ottoman khống chế Trung Đông từ đó đến đầu thế kỷ 19, từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Nhiều nước Hồi giáo Trung Đông lần lượt bị rơi vào vòng nô lệ của thực dân Anh và Pháp. Tuyệt đại đa số dân chúng Trung Đông mù chữ và toàn xã hội Ả Rập suy thoái về mọi mặt. Qua bao nhiêu thế kỷ, Ai Cập vẫn được coi là linh hồn trí thức của thế giới Ả Rập với dân số 60 triệu người mà mỗi năm chỉ xuất bản vỏn vẹn 375 cuốn sách. Bởi vì đại đa số dân mù chữ nên không có ai tiêu thụ món hàng văn hóa này. Trong khi đó Israel chỉ có 6 triệu dân, nhưng hầu như các nước ham học sách nên mỗi năm Israel xuất bản ít nhất là 4.000 đầu sách để đề cập đến đủ mọi vấn đề của kiến thức. Trang 26, theo New York, 15 tháng 10 năm 2001, trang 26. Phải chăng một xã hội thất bại đã phát sinh chủ nghĩa khủng bố? Dưới cái nhìn của Tây Phương, thế giới Hồi giáo Ả Rập ở Trung Đông là một xã hội thất bại mà nguyên nhân chính là sự cuồng tín tôn giáo. Trong khi đó, những người Ả Rập Hồi giáo lại quy kết mọi chuyện nguyên nhân thất bại của họ cho Tây Phương. Do đó, họ nung nấu lòng hận thù và tổ chức khủng bố để rửa hận tất cả mọi hành vi sát nhân, tàn bạo của họ, kể cả việc sát hại những người vô tội. Trong những cuộc khủng bố đều được biện minh bằng những lời Chúa trong Thánh Kinh, Quran. Họ càng căm thù bao nhiêu, lại càng trở thành cuồng tín trong niềm tin tôn giáo bấy nhiêu. Cuối cùng, xã hội Ả Rập Hồi giáo Trung Đông đi vào cái vòng lẩn quẩn, không có lối thoát. Sự cuồng tín của giới lãnh đạo và quần chúng làm cho xã hội Ả Rập càng ngày càng khép kín. Đối với thế giới bên ngoài, đời sống kinh tế suy sụp trở thành lạc hậu. Những người cuồng tín quy trách nhiệm cho Tây Phương là thủ phạm gây ra tất cả những thất bại và suy thoái về thế giới Hồi giáo, để họ có lý do gia tăng các hoạt động khủng bố. Nhưng càng gia tăng khủng bố bao nhiêu, họ càng bị mất thiện cảm và sự giúp đỡ của thế giới bấy nhiêu. Các xã hội Hồi giáo cực đoan đều trở thành những khu vực bị cô lập và đối tượng của một cuộc chiến tranh hủy diệt. Ngày nay, trên khắp thế giới hầu như ở đâu cũng có những hoạt động khủng bố, nhưng chỉ tại Trung Đông người ta mới thấy rõ cái sắc thái cuồng tín hung bạo ghê tướng của người Hồi giáo Ả Rập. Chỉ ở Trung Đông mới là nơi tập trung đông đảo nhất của những mullah, học sĩ Hồi giáo hung dữ. Trung Đông là nơi có nhiều nhất những vụ biểu tình bạo động, đốt cờ, đốt xe, đốt hình nộm và đặc biệt là những vụ ôm bom tự sát. Ngoài ra, từ năm 1980 đến nay, hầu như các vụ đặt bom khủng bố tại các nơi trên thế giới cũng đều có nguồn gốc tại Trung Đông chủ mưu. Do đó, mục tiêu của cuộc chiến tranh tiêu diệt khủng bố mà phe Tây Phương đang theo đuổi không phải là Afghanistan hay Philippines, mà chính là toàn vùng Trung Đông Hồi giáo. Làm thế nào để giải thoát sự bế tắc của một xã hội thất bại tại Trung Đông? Nguyên nhân chính đưa đến sự bế tắc của các quốc gia Hồi giáo Trung Đông là không có sự phân cách giữa tôn giáo và chính quyền. Thông thường trong những quốc gia sùng đạo, các mullah
học sĩ, là những nhà lãnh đạo chính trị. Họ nhân danh tôn giáo để hô hào thánh chiến, thực chất là đề cao những hành vi chém giết thô bạo. Trong các nước Hồi giáo sùng tín, người ta không thể phân biệt ranh giới giáo quyền với chính quyền, cũng không thể phân biệt được đâu là giáo luật và đâu là luật pháp của quốc gia. Trong thế kỷ 19, điều trí thức Hồi giáo đã nhìn thấy điều đó và họ đã viết sách để lên tiếng đòi lại cách cải cách xã hội Hồi giáo. Một trong những người đó là triết gia Ai Cập Furat Zakaria. Theo ông, đầu tiên quyết để cứu các nước Hồi giáo Ả Rập là phải tách rời đền thờ ra khỏi quốc gia. Người ta gọi chủ thuyết này là chủ thuyết thế tục hóa xã hội. Zakaria đã ca ngợi phong trào đã giúp xã hội thoát ra khỏi sự kìm kẹp của giáo hội La Mã bằng chủ thuyết thế tục hóa để đi tới sự phân lập rõ rệt giữa chính quyền và giáo hội. Chính nhờ đó, Âu Châu đã trở nên hùng mạnh và đó là chìa khóa đưa đến một xã hội tiến bộ dân chủ. Mọi chủ trương bảo thủ đều có hậu quả biến Hồi giáo thành công cụ. Zakaria dám đưa ra những nhận định táo tợn. Thế giới Ả Rập không thể nào xây dựng được một xã hội văn minh tiến bộ nếu cứ khư khư giữ lấy những tư tưởng lạc hậu của thời kỳ bộ lạc ở sa mạc vào thế kỷ thứ 7, thời kỳ của giáo chủ Muhammad lập đạo. Ông cũng nêu rõ, dù bất cứ là tôn giáo nào thì luôn luôn tôn giáo cũng chỉ là một sự sùng bái có tính riêng tư của các cá nhân mà thôi. Không ai có quyền đem sự sùng bái riêng tư đó áp đặt lên cả quốc gia để buộc mọi người cũng phải sùng bái như họ. Cái điều vô lý đó hiện đang xảy ra phổ biến tại các nước Ả Rập. Ông kêu gọi mọi người đứng lên, đập tan các chế độ Hồi giáo bảo thủ để giải phóng xã hội Hồi giáo lạc hậu. Những lời kêu gọi của Phúc Zakaria đã được nhiều chính trị gia hưởng ứng tại Thổ Nhĩ Kỳ, tại Ai Cập và Iran. Một Mustafa Kanan, ông sinh năm 1881 tại Thổ Nhĩ Kỳ, làm tổng thống đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1923 đến năm 1938. Ông là người thực hiện thành công cuộc cách mạng thế tục hóa xã hội Hồi giáo, chấm dứt đế quốc Ottoman. Sau gần 5 thế kỷ thống trị, hoàng đế và toàn bộ triều đình Ottoman đều bị bắt và bị đưa đi đầy chung thân. Toàn bộ luật pháp của Hồi giáo bị xé bỏ, các trung tâm Hồi giáo bị đóng cửa, âm lịch Hồi giáo bị thay thế bằng dương lịch để hòa đồng cùng thế giới. Năm 1930, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ chính thức chấm dứt chế độ đa thê, hủy bỏ mọi hình thức áp chế phụ nữ như tục lệ đeo mạng che mặt hoặc áo tròn phủ kín toàn thân. Nam giới bị cấm đội mũ phết theo kiểu Ả Rập Hồi giáo, chữ viết theo kiểu Arabic bị thay thế bằng mẫu tự Latin. Hiện nay không còn ai biết đọc kinh Hồi giáo viết theo chữ Arabic nữa. Nữ tổng thống đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ là bà Tansơ Seller. Trong nhiệm kỳ năm 1993 năm 1996, trong thực tế Thổ Nhĩ Kỳ không còn được coi là một quốc gia Hồi giáo nữa. Cuộc cách mạng thành công của Mustafa Kanan đã giải thoát Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi thế giới đóng kín và thất bại của chủ nghĩa bảo thủ cực đoan Hồi giáo. Thổ Nhĩ Kỳ hiện là một nước cộng hòa tự do dân chủ thật sự và đang phát triển mọi mặt. 2. Jamal Nasser, ông sinh năm 1918, làm thủ tướng Ai Cập từ năm 1954 đến năm 1956. Sau đó Ai Cập biến thành một nước cộng hòa với danh xưng là Cộng hòa Ả Rập Thống Nhất. Nasser được bầu làm tổng thống từ năm 1958 đến năm 1970. Ông chủ trương thực hiện chủ nghĩa thế tục hóa bằng cách loại trừ mọi ảnh hưởng của Hồi giáo ra khỏi chính trị. Tuy nhiên, từ đầu thế kỷ 20, tại Ai Cập đã có một phong trào Hồi giáo cực đoan
mệnh danh là huynh đệ Hồi giáo. Phong trào này do Sajid Quyết năm 1906 đến năm 1966 sáng lập, chủ trương dùng các thủ đoạn khủng bố để ngăn cản và vô hiệu hóa mọi nỗ lực cải cách xã hội Hồi giáo. Phong trào xác định các lãnh tụ chính trị theo đuổi chủ trương thế tục hóa là những kẻ tuyên chiến với đức tin Hồi giáo, và vì vậy họ phải chết. Năm 1956, Nasser ra lệnh bố ráp bắt các đảng viên Muslim Brotherhood. Nhiều đảng viên bị tử hình, số còn lại đều lãnh án tù. Tuy nhiên, Nasser đã bị dư đảng của đảng này ám sát, chết năm 1990. 3. Hoàng đế Ba Tư Reza Pahlavi. Ông là một nhân vật đặc biệt, sinh ra và lớn lên trong gia đình sùng đạo, nhưng ông đã trở thành một người rất căm ghét đạo Hồi và muốn hủy diệt đạo này. Ông sinh năm 1878, lên ngôi vua năm 1921, cai trị Ba Tư trong 20 năm. Ngay khi vừa lên ngôi, vua Pahlavi đã ra lệnh giải tán Ulama, tức hội đồng các học sĩ giáo hội Hồi giáo, một cơ quan cao nhất về tôn giáo tại Ba Tư. Luật Hồi giáo Sharia bị thay thế bằng luật pháp các quốc gia. Do quốc hội biểu quyết, các ngày lễ tôn giáo đều bị hủy bỏ. Việc tổ chức đi hành hương thánh địa Mecca bị cấm chỉ. Các phụ nữ không được đeo màn. Cảnh sát được lệnh phải tháo gỡ màn của các phụ nữ trên đường phố. Năm 1935, những người Hồi giáo cuồng tín đã xúi dục phụ nữ biểu tình chống chủ trương thế tục hóa của nhà vua. Cảnh sát Hà được lệnh dùng vũ lực giải tán đám biểu tình sau nhiều lần cảnh báo, nhưng đám phụ nữ biểu tình vẫn không chịu giải tán. Cảnh sát đã nổ súng bắn chết hàng trăm phụ nữ trong dịp này. Vị giáo chủ cao cấp nhất của Hồi giáo Ba Tư là Ayatollah Mudari đã bị ám sát chết. Năm 1941, vua Pahlavi truyền ngôi cho con là Muhammad Reza Pahlavi. Ngay khi tân vương lên ngôi, các học viên thuộc các trường Hồi giáo tương tự như các học viên tại Taliban ở Afghanistan đã biểu tình chống nhà vua. Cảnh sát được lệnh xả súng bắn chết hàng trăm học viên Hồi giáo trên đường phố. Sau đó, tất cả các trường đào tạo các học sĩ Hồi giáo trên toàn quốc bị đóng cửa và tất cả đều bị bắt. Đa số bị giết, số còn lại đều bị tù. Tân vương Pahlavi cho thành lập một tổ chức mật vụ chuyên việc truy lùng những kẻ muốn khôi phục đạo Hồi tại Ba Tư. Lính mật vụ có quyền tiền trảm hậu tấu, không cần một án lệnh nào của tòa án. Các biện pháp cai trị của vua Pahlavi quá mạnh tay nên đã quá nhiều bất mãn trong quần chúng. Năm 1979, học sĩ Khomeini lưu vong tại Pháp, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa lật đổ vua Pahlavi thành công. Nhà vua phải bỏ nước chạy trốn ra nước ngoài. Khomeini trở thành tổng thống của một nước Cộng hòa Hồi giáo. Khomeini là một học sĩ của giáo phái Sikh rất cực đoan và độc tài. Chẳng bao lâu sau, Khomeini mất hết mọi nhiệt tình ủng hộ của quần chúng lúc ban đầu. Dân Iran chợt nhận ra là sống dưới chế độ quân chủ của dòng Pahlavi còn được tự do hạnh phúc hơn nhiều. Dưới chế độ Cộng hòa Hồi giáo, toàn dân bị dòng vào thế bị kìm kẹp bởi các thứ luật lệ của tôn giáo vừa hủ lậu vừa đã giả mang. Bị cáo về một tội trộm thường cũng bị chặt chân, chặt tay. Mọi sinh hoạt ca nhạc
hay chiếu phim đều bị cấm. Phụ nữ bị buộc phải mặc áo tròn đen phủ kín từ đầu đến mắt cá. Điều nguy hiểm là Khomeini gây hận thù với giáo phái đa số Sunni và đưa cả nước vào một cuộc chiến tranh vô nghĩa. Khomeini chết năm 1989. Sự cuồng tín của người Hồi giáo Ả Rập, như chúng ta đã thấy, chủ nghĩa thế tục hóa xã hội là một phương thức chính trị đã đem lại sự thịnh vượng cho cả Âu Châu lẫn Hoa Kỳ. Đó cũng là cái chìa khóa bảo đảm nền tự do dân chủ cho toàn dân. Mustafa Kemal thực hiện thành công cuộc cách mạng thế tục hóa xã hội Thổ Nhĩ Kỳ để biến nước này thành một nước tự do, dân chủ và văn minh nhất trong thế giới Hồi giáo. Trong khi đó, cuộc cách mạng của Nasser tại Ai Cập và những nỗ lực thế tục hóa của hai cha con vua Pahlavi tại Iran đều đã bị thất bại. Toàn khối Ả Rập Hồi giáo với 300 triệu người tiếp tục sống trong vũng lầy lạc hậu và nghèo đói. Tình trạng bất ổn tại Trung Đông có thể gây tổn hại cho nền văn hòa bình thế giới. Vì thế, nhiều chuyên gia của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi cộng đồng thế giới giúp cho toàn khối Ả Rập Hồi giáo một số chương trình như sau để cải thiện đời sống quần chúng. 1. Đô thị hóa xã hội Ả Rập để xóa bỏ hẳn lối sống lang thang trong sa mạc đã có từ nhiều ngàn năm qua. 2. Đầu tư đại quy mô vào công cuộc giáo dục giới trẻ nhằm đào tạo những thế hệ Ả Rập mới có khả năng đưa toàn xã hội Ả Rập hòa nhập vào thời đại mới trong cộng đồng nhân loại. Chỉ có sự hiểu biết của những thế hệ trẻ mới có khả năng mở rộng tầm nhìn của quần chúng để cứu họ thoát khỏi sự mê mờ hoặc mê hoặc của tôn giáo và sự lừa mị của giới lãnh đạo độc tài. Theo thống kê năm 2000, các nước Hồi giáo Ả Rập ở Trung Đông có một tỷ lệ những người trẻ dưới 15 tuổi rất cao. Saudi Arabia 43%, Iraq 42%, Palestine 45%. Nếu những lớp trẻ, người trẻ đó hấp thụ được những nền giáo dục khai phóng, họ sẽ làm thay đổi nếp sống và nếp nghĩ của người Ả Rập. Chủ nghĩa tôn sùng bạo lực và chủ nghĩa khủng bố phát sinh chủ yếu do tinh thần cuồng tín của tôn giáo. Giáo dục là phương tiện hữu hiệu nhất diệt trừ nạn cuồng tín tôn giáo và do đó sẽ diệt trừ tận gốc nạn khủng bố thế giới như hiện nay đang diễn ra khắp nơi trên thế giới. Chỉ có sự giáo dục mới giải thoát tập thể tín đồ thoát ra khỏi vùng bóng tối tâm linh. Các nước Hồi giáo bảo thủ hiện nay đều là những xã hội khép kín, trong đó giới học sĩ Ulamat hoàn toàn thao túng đời sống tinh thần của các tín đồ. Cái gọi là sự học vấn của các trường tôn giáo hoặc sự uyên bác của các học sĩ Ulamat thực chất chỉ là một môn học tán hưu, tán vượng. Vì những điều huyền hoặc của thần học của Hồi giáo cũng tương tự như thần học của Do Thái giáo hoặc Kitô giáo. Thần học là một môn học đầy tính chất hoang tưởng, viễn vông, nhảm nhí. Càng đi sâu vào thần học, con người càng lún sâu vào ốc đảo tâm linh, xa rời thực tế và dày đặc những định kiến sai lầm. Những bảnh bằng tiến sĩ thần học là những giấy chứng chỉ công nhận sự ngu xuẩn của kẻ được cấp. Chỉ đến khi có cơ duyên tỉnh ngộ, kẻ đó mới cảm thấy xấu hổ đã được cấp những mảnh bằng về thần học mà thôi. Thế giới Hồi giáo Ả Rập ngày nay vì tự ti mặc cảm đã co cụm lại thành những xã hội khép kín. Giới lãnh đạo không muốn dân chúng biết sự thật của thế giới bên ngoài, cho nên họ rất căm ghét tất cả mọi phương tiện truyền thông quốc tế. Nhiều nước Hồi giáo ban hành luật cấm TV, video, phim ảnh
và các loại sách báo ngoại văn. Trong cuộc họp của Tổ chức các quốc gia Hồi giáo OIC, gồm các đại biểu của 56 quốc gia thành viên họp lại thành thủ đô Mã Lai, Kuala Lumpur ngày 27 tháng 2 năm 2000. Nhiều đại biểu đã hô hào các nước Hồi giáo đoàn kết để chống lại kỹ thuật tin học Internet vì nó có thể tiêu diệt các giá trị Hồi giáo. Nền kinh tế của khối Ả Rập Trung Đông hiện nay không có gì để hãnh diện ngoại trừ kho dầu mỏ thiên nhiên ở mấy nước vùng vịnh với những trữ lượng bằng khối lượng dầu của thế giới. Nhưng họ không có kỹ thuật thăm dò dầu, kỹ thuật khoan mỏ dầu, chuyên chở và lọc dầu vân vân. Họ cũng không có độc quyền tăng giá dầu vì các việc tiêu thụ, phân phối và sản xuất không nằm trong tay họ. Năm 1982, giá dầu thô 40 đô la trên một barrel. Đến năm 1998, giá dầu tụt xuống chỉ còn 10 đô la trên một barrel. Những mỏ dầu thô đã do chính quyền các nước Trung Đông một ảo tưởng về quyền lực. Thật sự họ không thể dùng nó để tạo nên một áp lực nào đến với thế giới bên ngoài. Những khoản lợi tức khổng lồ của những mỏ dầu không đem lại lợi ích nào cho quần chúng vì nó đã chui hết vào túi giới lãnh đạo bất tài và tham nhũng. Chẳng những thế, giới lãnh đạo còn nhân danh Allah và tiên tri Muhammad để tước đoạt những quyền tự do chính đáng của người dân. Tại các nước Bahe, Jordan, Maroc và thậm chí ở hai nước nổi tiếng giàu có vì dầu hỏa là Kuwait và Saudi Arabia, phụ nữ không có quyền đi bầu. Đại đa số dân Ả Rập đều đang kéo lê cuộc sống du mục lạc hậu như thời Muhammad lập đạo tại sa mạc Siro, Arabia. Vào thế kỷ thứ 7, hoặc như tổ phụ Abraham ở vùng đất hứa Canaan, cách nay 4.000 năm vậy, Thiên Chúa luôn luôn được phe động viên trong cuộc thánh chiến hiện nay giữa Do Thái và các nước Ả Rập. Thánh Kinh Cựu Ước được mọi tôn giáo như Do Thái, Kitô và Đạo Hồi công nhận. Một trong những chuyện nổi tiếng là chuyện Đại Hồng Thủy. Kinh Thánh kể rằng sau cơn Đại Hồng Thủy tiêu diệt hết mọi sinh vật trên trái đất, loài người vỏn vẹn chỉ còn lại gia đình của ông Noe mà thôi. Người con út của ông Noe tên là Sem sau này trở thành tổ tiên của các dân tộc Do Thái, Ả Rập. Do đó mọi người Do Thái và Ả Rập đều có một cái tên chung là chủng tộc Semitic. Danh từ này có nghĩa là con cháu của tổ tiên Sem. Mới đây các nhà nhân chủng học đã làm nhiều cuộc thử nghiệm ADN tại các nước Trung Đông. Kết quả xác nhận các người Ả Rập Do Thái, Ba Tư, Iraq, Syria, Liban, v.v. đều cùng chung một chủng tộc. Như vậy, truyền thống về các dân tộc Ả Rập Do Thái cùng chung một tổ tông xem như chuyện kể trong Thánh Kinh đã tỏ ra là đúng với thực tế. Họ quả là anh em với nhau, cũng như người Do Thái thường gọi nhau là Ben Adam, có nghĩa là anh em. Cùng chung một tông ông tổ Adam mà ra. Nhưng khi Adam và Eva mới sinh ra được hai thằng con trai là Cain và Abel, lúc đó toàn thể dân số nhân loại chỉ có 4 người, thì Cain đã lấy tay giết chết thằng em vì một chuyện cãi nhau vớ vẩn. Chuyện Cain giết Abel đã trở thành câu chuyện mang tính chất biểu tượng cho sự chém giết giữa những người anh em cùng chủng tộc hoặc những anh em cùng thờ Chúa. Những người Do Thái và Ả Rập đã chém giết nhau rất nhiều kể từ khi Israel trở thành vương quốc.
với vị vua đầu tiên là sao? Vào năm 1025 trước công nguyên, vương quốc Israel tồn tại đến năm 70 sau công nguyên thì bị quân La Mã kéo đến săn bằng và tàn sát người Do Thái vô số kể. Do đó người Do Thái phải bỏ nước ra đi lang thang khắp nơi trên thế giới từ thế kỷ thứ tư đến đầu thế kỷ thứ 20. Người Do Thái tại các nước công giáo ở Âu Châu đã bị kỳ thị và bị sát hại rất nhiều, nhất là trong thời Trung Cổ. Trong Thế chiến thứ hai, Do Thái bị Đức Quốc xã sát hại 6 triệu người. Do đó, sau Thế chiến thứ hai, Liên Hiệp Quốc đã thực hiện kế hoạch cho những người Do Thái trên khắp thế giới trở về cố hương. Để tái lập quốc gia, năm 1948, quốc gia Do Thái được thành lập trên phần đất của người Palestine đang sinh sống. Sự lập quốc Do Thái đã khiến cho hàng triệu người Palestine trở thành những người vô gia cư. Sự bất mãn của những người Ả Rập Hồi giáo bắt đầu từ đó. Theo lệnh của Liên Hiệp Quốc thì Do Thái không được chiếm thành phố Jerusalem vì thành phố này là thánh địa chung của ba tôn giáo Do Thái, Kitô và Hồi giáo. Nhưng vào năm 1967, Israel đã xu quân chiếm thành phố Jerusalem làm thủ đô của riêng mình. Vụ này đã làm cho toàn thế giới Hồi giáo phẫn nộ. Từ năm 1970 trở đi, thế giới Hồi giáo tổ chức hội nghị hàng năm để kêu gọi toàn thể các tín đồ Hồi giáo đoàn kết chống lại Israel để giải phóng thánh địa Jerusalem. Israel đã vin vào thánh kinh Cựu Ước công khai tuyên bố không bao giờ chịu rút khỏi Jerusalem vì đó là một sứ mạng tôn giáo. Nước Israel là bất khả xâm phạm vì đó là Israel của thánh kinh. Lịch sử của Do Thái là lịch sử của thánh kinh Cựu Ước. Do đó đối với người Do Thái, quốc gia và tôn giáo là một. Chết vì nước cũng là chết vì Chúa của đạo Do Thái. Người Do Thái sống trong hiện tại với những chứng tích của lịch sử, tâm linh của người Do Thái trong hiện tại luôn luôn gắn bó với tâm linh của dân tộc trong lịch sử. Đó là lý do khiến người Do Thái đoàn kết và kiên cường trong chiến đấu. Cuộc chiến tranh hiện nay giữa Do Thái và những người Ả Rập Hồi giáo là một cuộc chiến tranh vì lịch sử, vì tôn giáo. Chúng ta hãy nghe lời lập luận của một thường dân tại Palestine ở ngoại ô thành phố Jerusalem. Anh Abraham Hussein, 48 tuổi, trả lời ký giả Mỹ trong một cuộc phỏng vấn tháng 3 năm 2002 như sau. Nếu ông đào xới bất cứ chỗ nào ở vùng này, ông cũng tìm thấy những dấu tích của lịch sử. Và nếu ông là một người Do Thái, thì bất cứ lúc nào ông cũng có thể tin vin vào những dấu tích đó để nói rằng đây là đất thuộc về lịch sử của Do Thái. Nhưng người Do Thái chỉ có thể vin vào lịch sử 3.000 năm của họ. Còn chúng tôi, con cháu của những người Canaanites đã định cư trước người Do Thái 4.000 năm, nghĩa là tổ tiên của người Ả Rập đã có 7.000 năm lịch sử tại nơi này. Ý kiến chung của những người Ả Rập luôn luôn kết tội Israel đã là kẻ gây chiến vì Israel đã đến chiếm đất của người Palestine và dùng bạo lực đuổi họ ra khỏi nơi cư trú hợp pháp lâu đời của họ. Trong khi đó, người Do Thái luôn luôn đem Thánh Kinh và Thiên Chúa ra làm chứng cho quyền sở hữu của mình. Họ nói vùng này, vùng Tây Ngạn sông Giô-đan, hiện có triệu dân Palestine cư trú, chính là hai tỉnh Giu-đê và Samaria của Do Thái trong Thánh Kinh Cựu Ước. Người Do Thái chiếm thành phố Hebron ở phía nam Jerusalem. Nơi đây là chốn định cư của trên 100.000 dân Palestine. Viện cớ Hebron là nơi có mộ của tổ phụ Abraham. Mặc dầu không một ai có thể xác định mộ của ông ta nằm ở chỗ nào. Người Do Thái cũng chiếm luôn thung lũng Kinh Đôn
ở ngoại ô Jerusalem. Vì thung lũng này hết sức quan trọng, cả ba đạo thời Chúa là dân Do Thái, Kitô và Hồi giáo đều tin rằng đến ngày phán xét cuối cùng, tất cả mọi người sống và người chết đều tập trung tại thung lũng Kinh Đôn để được Thiên Chúa xét xử lần cuối cùng. Kẻ lành lên thiên đàng đời đời, còn kẻ dữ là những kẻ chẳng theo ba đạo này sẽ bị đầy xuống hỏa ngục muôn đời muôn kiếp. Đọc tin tức báo chí đến đây, tôi liên tưởng đến sự ước tính của giáo sư Trần Trung Ngọc trong sách Chúa Giêsu là ai, giảng dạy những gì, Giao Điểm xuất bản năm 2002, trang 167 đến 169. Ngày phán xét cuối cùng là ngày Chúa xét xử cả người sống lẫn các người chết từ xưa đến nay. Những người sống hiện nay là 6 tỷ, đến năm 2020 là khoảng 7 tỷ tư. Nếu Chúa cho tất cả mọi người chết sống là sống lại thì ước tính độ khoảng hơn 50 tỷ. Tổng cộng tất cả mọi người được Chúa xét xử sẽ là gần non non 100 tỷ. Nếu Chúa xét xử theo phương pháp siêu tốc, mỗi người một giây, thì thời gian cần thiết phải có là 1.500 năm mới xử xong, khoảng 50 tỷ người thôi. Khoảng 2.000 đến 3.000 năm mới xử xong 10 tỷ người, 100 tỷ người. Đó là về thời gian xét xử. Còn về nơi xét xử là thung lũng Kinh Đôn, không biết rộng bằng nào. Nhưng cho dù thung lũng Kinh Đôn lớn rộng bằng cả nước Việt Nam đi chăng nữa, cũng không thể nào chứa được 100 tỷ người trong phiên xử vĩ đại của Chúa. Kinh Thánh Do Thái nói rất nhiều điều đến đây, đến ngày phán xét cuối cùng của Chúa tại thung lũng Kinh Đôn. Nhưng nếu đọc sách Phúc Âm sẽ thấy Gioan Bautista và Giêsu còn nói về ngày phán xét nhiều hơn nữa. Trong niềm tin của những người Kitô giáo, Công giáo, Chính thống giáo, Tin lành và Anh giáo, thì ngày phán xét cuối cùng chính là ngày Chúa Giêsu tái lâm, Cơ Đốc phục lâm, và cũng là ngày tận thế, ngày nước Chúa trị đến vĩnh viễn trên thế gian. Như vậy, vị chánh án của phiên xử cuối cùng vĩ đại này không ai khác hơn là chính là Chúa Giêsu. Hơn 1 tỷ tín đồ Hồi giáo cũng có niềm tin xác tín về ngày phán xét cuối cùng tại thung lũng Kinh Đôn như niềm tin của những người Do Thái và Kitô. Nhưng vị chủ tọa phiên xử là Thiên Chúa Allah, ngay chương mở đầu của Kinh Côran đã xác định điều đó. Nhân danh Thiên Chúa Allah, đấng chủ tọa của ngày phán xét cuối cùng, người Do Thái càng vin vào Thánh Kinh là sách ghi lời Chúa để biện giải cho các hành vi chiến tranh của mình bao nhiêu, thì người Ả Rập Hồi giáo cũng vin vào Kinh Côran để cổ vũ người Palestine và toàn khối Ả Rập phải quyết tâm tận diệt Do Thái bấy nhiêu. Ngay từ khi đạo hội được thành lập vào đầu thế kỷ thứ 7, Muhammad đã kêu gọi tín đồ tẩy chay những người Do Thái và Kitô. Hỡi các tín đồ, đừng bao giờ làm bạn với bọn Do Thái và Kitô. Bất cứ ai làm bạn với chúng sẽ trở thành một kẻ bất chính trong bọn chúng. Thiên Chúa không bao giờ dẫn đường chỉ lối cho những kẻ bất chính. Ngày 21 tháng 7 năm 2001, chính quyền Palestine của Arafat phổ biến trên các phương tiện truyền thông một bản thông cáo chính trị, nhưng được mệnh danh là giáo lệnh số 4. Thiên Chúa cấm chỉ thừa nhận sự hiện hữu của một quốc gia Israel và Ngài ra lệnh phải tiêu diệt nó. Để cụ thể hóa mệnh lệnh này, chính quyền Palestine đã đưa ra 8 điều sau đây. 1. Xác nhận Do Thái là kẻ thù của Thiên Chúa. 2. Toàn thể Hồi giáo phát động thánh chiến để chống lại Do Thái. 3.
Tiêu diệt Do Thái là một nghĩa vụ tôn giáo. 4. Palestine chiến đấu tại tiền tuyến, thế giới Hồi giáo là hậu phương yểm trợ tiền tuyến. 5. Toàn thể lãnh thổ Israel phải thuộc về Palestine. Bất cứ ai cắt đất của Palestine cho Do Thái đều phải sa hỏa ngục đời đời kiếp kiếp. 6. Mọi thỏa ước ký kết với Do Thái đều chỉ có giá trị chiến thuật tạm thời. 7. Bất cứ ai trốn tránh nghĩa vụ thánh chiến chống Do Thái sẽ bị Chúa trừng phạt. 8. Sự tiêu diệt hoàn toàn Israel là sự bảo đảm tuyệt đối nhân danh Thiên Chúa Allah. Trong công báo chính thức của chính quyền Palestine ngày 18 tháng 5 năm 2001 có đăng một bản huấn thị của chính phủ, trong đó có câu: ngày của mọi người chết sống lại để dự phiên xử cuối cùng sẽ không xảy ra cho đến khi nào người Hồi giáo gây chiến tranh chống Do Thái và tiêu diệt chúng. Một viên chức cao cấp của Bộ Tư pháp Palestine xuất hiện trên màn ảnh truyền hình ngày 13 tháng 10 năm 2001, kêu gọi nhân dân Palestine: Do Thái là kẻ nói láo và khủng bố, cho nên điều cần thiết là phải giết chúng theo lời Chúa, cấm không ai được thương xót chúng. Đừng thương xót, hãy giết chúng ở khắp mọi nơi. Bài viết của Trắc Lê Nguyễn. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn đăng ký kênh và nhấn phím like để có được những bài hay hấp dẫn hơn. Mình sẽ nghiên cứu từ từ. Vì trong thời gian qua là cũng hơn nửa tháng rồi, cũng cả tháng rồi đấy. Mình bị cái phần mềm Camtasia nó bị báo bản quyền, nên cái phần khay rắc không hoạt động nữa. Cho nên tất cả những cái phần mềm làm video cũng như ghi âm nó bị tất cả là đều bị hủy hoại hết. Cho nên mình tạm thời lấy cái phần mềm ghi âm của Win 10 và phần chỉnh sửa hình ảnh của photo trong Win 10 mình làm. Cho nên những cái phần này làm nó không chuẩn xác, nó không được đẹp, không được nhuần nhuyễn và cũng không được logic cho lắm. Mong các bạn thông cảm, hoan hỷ đón nhận. Xin tri ân quý vị và các bạn.